Rồi, hello chào anh em nha. Hôm nay số một tuần xe máy của Thắng mình có về được một ít bộ nắp đầu CNC làm mát, vừa là nắp đầu kiểu và vừa có sử dụng là rút nhiệt làm mát cho anh em đang sử dụng cái đầu máy Sinus 125 4 van. Thì đây là bộ nắp đầu đồ chơi, một bộ nó sẽ gồm ba nắp nha anh em. Hàng đồ chơi của Đài Loan, nó sẽ em có về ba màu là màu trắng tự nhiên của nhôm, màu cam và màu xám khói nha. Đó, một bộ ba nắp như hình là em bán là 800.000 một bộ, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em, hàng chính hãng của Đài Loan, hãng đồ chơi xe. Đây, lên xe rất là ngầu nha anh em. Đó, làm nhôm tản nhiệt luôn, rất là đẹp, lên xe là bao ngầu luôn, cực kỳ ngầu luôn nha anh em. Em gá lên cho anh em, anh em thấy đây đang sử dụng đầu lòng da Sinus 4 van nha, lên xe rất là đẹp. Đó, nhôm CNC nha, tuyệt đẹp. Nó làm những cái khe này là gió nó thổi lòn qua rồi rút nhiệt luôn nha. Nhôm CNC, màu này là màu cam nha anh em. Tuyệt đẹp nha. Màu xám khói nè, màu xám khói. CNC rất là đẹp, hàng chuẩn cực đẹp nha anh em, xin nhôm CNC nguyên khói luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Cái này là lắp đặt như zin không độ chế, giá 800.000 một bộ, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em mà đang sử dụng đầu lòng da Sinus 4 van, lên xe là cực kỳ đẹp,